Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà tải video ở trên app TikTok Việt Nam hoặc là ở bên Trung Quốc không có dính cái logo của TikTok và không có dính ID kênh. Thì nếu như mà các bạn tải theo một cái cách thông thường ấy thì các bạn sẽ bị dính một cái logo và một cái ID kênh ở dưới. Ví dụ như ở trong cái video dùng iPhone này, nhiều nhưng chắc hẳn bạn chưa biết điều này. Để thoát khỏi tình trạng đơ lag trên iPhone thì các bạn làm như sau. Để không bị dính cái logo này, các bạn sẽ vào App Store. Nếu bạn nào đang dùng Android thì các bạn sẽ tải cái app Slaptic thì không cần tải cái phần mềm document này nữa. Còn các bạn dùng iPhone ấy thì các bạn sẽ phải tải cái phần mềm document này. Đây là cái phần mềm document. Phần mềm document này thì mình đã tải rồi. Bạn nào chưa có thì tải thêm rồi, mình sẽ cập nhật luôn. Thì đây đó là cái giao diện của cái phần mềm document này. Các bạn sẽ vào cái biểu tượng hình tròn màu xanh ở góc bên phải cuối cùng đây, biểu tượng Safari ấy. Thì các bạn sẽ nhấn vào màu xanh này. Ok, tiếp theo các bạn sẽ nhấn chữ Synaptic này. Synaptic. Và các bạn sẽ nhấn vào cái trang đầu tiên này. Tiếp theo các bạn sẽ copy cái ID của TikTok và dán vào cái chỗ nó yêu cầu dán liên kết này. Chân dung chụp buổi chiều và để cho nó ấn tượng hơn, mình sẽ tạo thêm một cái hình mặt trời ở đây. Để cho nó tự nhiên nhất thì rồi, mình sẽ sử dụng công cụ là Radio Filter hình... và mình tạo ra một cái hình có màu chuyển từ trắng vàng sang màu cam. Nhớ chọn cái dạng là hình tròn nhé. Và quay trở lại phần mềm document này và dán cái đường link liên kết vào đây. Và nhấn cái nút màu xanh bên phải để tải nó xuống. Và các bạn sẽ nhấn vào download shape 1 này. Ok, xong. Rồi, thì đây nó đã tải xong rồi. Các bạn muốn kiểm tra nó tải xong hay chưa thì các bạn nhấn vào cái mũi tên này nhé. Rồi. Tiếp theo thì nó sẽ được lưu ở trong cái thư mục ở trong cái phần mềm document này. Các bạn sẽ vào cái biểu tượng có hình thư mục này. Và... đây, nếu mà nó ở bên ngoài thì các bạn sẽ nhấn vào cái thư mục tải về này. Và nhấn vào cái nút 3 chấm này. Sẽ di chuyển nó tới cái thư viện ảnh của các bạn. Đây, di chuyển. Ok. Đây cũng là một bức ảnh chân dung chụp buổi chiều. Và để cho nó ấn tượng hơn, mình sẽ tạo thêm một cái hình mặt trời ở đây. Để cho nó tự nhiên nhất thì mình sẽ sử dụng công cụ là Radio Filter.